Rồi Đinh Ba Búa xin mến chào 90 triệu bà con nông dân trên toàn thể đất nước nha. Hôm nay Đinh Búa ghé tiệm ông anh chơi, ổng có soạn ra được mấy con máy bà con. Nên là Đinh Ba Búa mình quay để cho giới thiệu cho bà con xem để bà con tham khảo nha. Bà con ưng con nào liên hệ cho ông anh mình giúp mình nha. Rồi hôm nay ổng soạn được mấy con máy sới cào cào mini bà con. Dòng này là dòng sới mini Nhật Bản nha bà con. Nó gồm những thương hiệu Kubota, Honda, Yamaha, rồi Shibora, nó nhiều hãng lắm bà con. Nó về máy Nhật Bản thì nó nhiều hãng và nó cũng nhiều loại lắm mà bên mình ông anh mình ổng sẽ phân loại ra và nó tùy theo giá tiền của mỗi con nha bà con. Rồi bà con ưng loại nào thì bà con có thể liên hệ trực tiếp Zalo để mà gọi trực tiếp. Rồi ông anh mình ổng sẽ test máy, quay video. Gọi video bà con có thể gọi video Zalo trực tiếp, số điện thoại mình để bên dưới cái tiêu đề video. Rồi ổng test máy trực tiếp rồi cho bà con xem. Rồi sau đó bà con mua nha. Rồi giá thì bên đây ổng có đợi giá nha bà con số 1 7,5 triệu nè. Con này nó là Yamaha GA100. Dòng này nó hai bánh nha bà con và sới nó là sới đằng trước. Dòng này nó phù hợp cho bà con sới gia đình hoặc là sới nhà rồi bà con. Con này nó có hộp số luôn nha, hộp số của nó đây bà con, đây số đây nha bà con, là nó có thỏ là đi nhanh nha bà con, đây là thỏ nè, còn lên đây là rùa là đi chậm nha bà con, đó là nó có đi tới đi lui được luôn. Rồi dòng này là dòng Yamaha nha bà con, đời mới. Dòng này nó phù hợp cho bà con mà sới nói chung là dài khoảng nằm nhà 5-6 sào đất, 3-4 sào là sới được luôn. Đó, sới gia đình dành cho phụ nữ đồ xài được luôn. Hoặc là dành cho những anh mà nhỏ con rồi vậy, xài rất là vừa thoải mái nha, dành cho người già rồi á. Mang cái cuốc ra đồng cuốc thì nó mệt hơn. 3-4 sào đất mà cuốc chắc cả tháng mới xong á. Còn cái máy sới này nó làm có ngày xong thôi, đó ví dụ vậy. Rồi giá nó cũng rất là phải chăng đó bà con, mấy chỉ có 7,5 triệu thôi là có một con máy Nhật xài rồi. Chứ máy tàu nó cũng 10 mấy triệu rồi bà con, 15 triệu con máy tàu rồi. Nhưng mà bà con bỏ có 7,5 triệu là bà con mua được con máy của Nhật, chính hãng luôn, của Nhật luôn nha bà con, Yamaha luôn. Nhưng mà nó là Nhật bãi bà con, chứ không phải là mua mới đâu, mua mới đắt lắm. Rồi con số 2 là giá 5,7 triệu đó bà con. Con này nó cũng là Yamaha GA90, nó cũng sới đằng trước luôn bà con. Con này nó rẻ hơn, nó cùng loại với con này, nhưng mà con này nó là GA100 bà con, thấy không? Còn kia là Yamaha GA90, nó nhỏ hơn, công suất nó nhỏ hơn bà con. Đó, con số 2 là 5,7 triệu thôi. Công dụng của nó cũng chỉ là sới thôi bà con, sới đằng trước. Sới đằng trước là nó hay ở chỗ là nó, bà con đi đằng sau, nó sới đằng trước là nó không quăng trúng người mình, là mình đi nó không quăng trúng mình nha bà con. Còn sới đằng sau á là nó phải có một cái bồn giữ lại, chứ không là nó quăng vô người mình. Nó quăng đất rồi cát rồi, nhiều khi bà con sới đất bùn rồi á, lỡ đi ngang bãi cứ trâu nó sới cứt nó quăng đầy mặt luôn. Đó. Còn sới đằng trước này là nó đỡ này bà con. Lỡ cái sới trúng bãi cứt trâu cứt chó gì là nó không quăng vô mặt. Vậy đó. Rồi con số 3 là giá con này giá 6 triệu bà con, chứ không phải 600 đâu ông anh, tại vì hồi nhỏ ông đi học mẫu giáo ông không biết ghi số. Con này là giá 6 triệu nha bà con. Đó, mà ông ghi 600 ngàn nha, con này con phải liệu còn hơn 600 ngàn nữa bà con. Thông cảm nha bà con, ông anh hồi nhỏ ông học mà chưa hết lớp mẫu giáo. Rồi cái con này là con Kubota nha bà con. Kubota. Con này nó là sới nó có hai cái lu lô bà con, đây nè. Hai cái lu lô này là nó chiều ngang nó 1 mét nha. Và nó sới ngậm rất là sâu nha bà con, Kubota GH100TA. Dòng Kubota này sới rất là uy lực nha bà con. Nó uy lực của nó là rất là mạnh và nó sới rất là sâu. Độ sâu của nó nếu mà nó sới là sâu xuống khoảng tầm từ 20 đến 30 phân đó bà con. Nó sâu xuống bằng một lưỡi len đó bà con, cuốc đó. Đó, nó sâu cỡ đó đó. Cho nên là dòng này là nó phù hợp rất là nhiều ở bà con địa hình, ở có địa hình đồi dốc hay là, nói chung là cái dòng sới này nó thiết kế để mà sới địa hình luôn đó bà con, y như xe địa hình vậy đó. Con số 3 giá 6 triệu thôi, Kubota. Con này bà con nếu mà mua về bà con sới địa hình là rất là ok nha. Nó mạnh lắm, nó trâu mà nó mạnh. Đó, hoặc là bà con nào mà muốn cái máy nó, muốn máy sới nó mạnh á, mà nó sới được, nó tiện lợi cho mình thì lấy con số 3 mà xài. Dòng này dòng Kubota nha bà con. Kubota ưu điểm của nó thì nó lực và mạnh, và sới ngậm rất là sâu.
Vì vậy bà con có thể tham khảo để mà ông anh mình ổng có nhiều video ông test trên mạng rồi. Bà con xem nha. Rồi con số 3 giá có 6 triệu thôi bà con. Đó. Rồi con số 4. Con này cũng giá 6 triệu luôn nha. Con này là con Honda FG400 nha bà con. Dòng Honda này thì nó có Honda F310, F nói chung là nó nhiều F lắm bà con. Nhưng mà con F400 này là máy nó đời cao nha. Đời nó cao hơn mấy thằng kia. Đời là đời nó cao hơn đó bà con, là công suất nó lớn hơn. Rồi con số 4 này giá có 6 triệu rồi bà con. Nó động cơ của nó là OHW. Honda OHW nha bà con. Đó. Đó chỉ còn có 6 triệu rồi bà con. Giá đã bao phí ship vận chuyển trên toàn quốc nha bà con. Honda FG400. Rồi cái con số 4 này nó phù hợp cho bà con mà xới râu xới này kia đồ. Bánh nó có hai cái bánh lưu lô là chiều ngang 1m nha bà con. Và xới độ sâu của nó tầm 30 phân. Rồi con số 5 là con Kubota GS1330. Con này động cơ của nó là 3,5 ngựa nha bà con. 3,5 ngựa. Con số 5 là nó Kubota luôn nha bà con. Nó còn tem luôn. Con này nó còn tem đồ đầy đủ luôn á. Đó, hàng Nhật bãi là hàng này, nó là hàng chính tông, là hàng nội địa Nhật luôn đó bà con. Kubota. Còn Kubota ở Việt Nam mình là hàng lắp ráp. Còn Kubota bên Nhật là hàng, nó là hàng nội địa Nhật luôn đó bà con. Vì vậy đồ của nó rất là chất lượng bà con, có đơ quan ngoài mưa ngoài gió cả chục năm nó cũng chả sao đâu. Tại vì cái thép của Nhật ảnh đúc thì thôi chứ bá đạo rồi. Ở thế giới thì nói về công nghệ luyện kim của Nhật thì người ta đúc là đứng đầu thế giới, nhất nhì thế giới bà con. Đó. Bà con thấy mấy cây kiếm Nhật không? Chém sắt như chém bùn. Là vậy đó, nên là cái đồ sắt thép của Nhật. Bà con có thể quăng ngồi mưa ngồi gió nha, quăng thoải mái nha. Quăng thoải mái luôn. Rồi con số 6 là giá 6 triệu 2 nha bà con. Con này nó là Kubota luôn. Dòng này nó là lên luống được luôn nha bà con. Con này nó là xới xới đằng sau. Đó, và nó lên luống được luôn. Và động cơ của nó là động cơ trục trục đi thẳng ra đằng sau nha bà con. Đó, và nó có một cái trục đi thẳng xuống luôn. Nghĩa là xới của nó là xới bằng bằng lắp, bằng cốt các bà con, nó đi bằng cây cốt. Nó không có đi bằng nhông hoặc là nó không có đi bằng sên. Vì vậy dòng xới này nó bền nha bà con, nó thiết kế trâu bò nó bền. Nó không có bị đứt sên hay là bị tuột lắp gì hết. Tại vì nó đi bằng cốt bà con, nó đi bằng cây sắt trực tiếp luôn. Nó đi cây sắt trực tiếp đi thẳng ra ngoài đằng sau, rồi đi cây sắt đâm thẳng xuống. Thì như mấy xe tải bà con, nó có cây lắp chạy ra đằng sau để nó kéo hai cái bánh đó. Đó là dòng này nè, nó thiết kế tương tự như vậy đó bà con. Là dòng Kubota, dòng này nó đi bằng cây lắp cho nên là xài rất là bền. Đó bà con thấy cây lắp không? Đó. Rồi dòng này bà con nào muốn con máy nó trâu bò nó bền lên thì lấy dòng này. Con số 6 giá 6 triệu 2 thôi, nó là Kubota. Động cơ của nó là động cơ đi, đây là sau này bà con tháo này ra là nó ở trong này nó có một cái hộp số, hộp nhông nó đi thẳng ra luôn bà con, máy nó đi thẳng ra luôn. Đó, cái ổ giật nó nằm đằng trước. Đó, thường thường là cái máy là ổ giật nằm bên đây, nhưng mà con này ổ giật nằm trước nha bà con. Đó, là nó đi, nó quay, cái động cơ nó quay đằng đây, rồi nó qua đằng đây, nó đi xuống cây lắp luôn. Rồi, cũng Kubota nha bà con này 6 triệu 2 thôi. Giá bên ông anh mình là giá đã bao phí vận chuyển và có chế độ bảo hành cho bà con nha. Đó. Rồi con số 6. Con số 7 là giá 4 triệu 3 nhưng mà con này là con Honda. Honda này, dòng Honda này là Honda Mini bà con. Honda Mini. Con này là con F210 nha bà con, Honda Mini. Dòng này nó phù hợp cho bà con xới gia đình. Xới gia đình nha bà con. Ví dụ như bà con trồng tầm vài chục luống rau sạch rồi dễ mà muốn có con xới để xới đỡ phải cuốc bà con thì là lấy những dòng này và xài. Nó có 4 triệu 3 thôi. Rồi bà con xới có thể xới được 1-2 sào đất luôn. Trồng rau sạch rồi hả, là trồng rau bỏ chợ rồi bà con. Đó là những cái dòng này. Hoặc là trồng bông rồi, như bà con trồng bông rồi thì những dòng này xới vẫn được luôn. Rồi con số 7 giá 4 triệu 3 thôi. Con số 8 là 3 triệu 6 nha. Con này cũng là Honda luôn nha bà con. F200. Ồ, con này nó xới bằng cái khỉ khô gì vậy ta? Sao nó có hai cái bánh đây không à?
À con này là nó chưa bỏ bánh sới vô nha bà con, hai bánh này là hai bánh đi. À, nếu mà bà con sới là bà con rút hai chốt này ra nè, thả hai bánh vô. À, ông anh mình ổng chưa gắn nha bà con. À, khi bà con mua là ổng gắn đầy đủ cho bà con, là giờ chỉ sới thôi, đổ xăng xài thôi. Rồi. Con số 8 là giá 3,6 triệu. Dòng này nó là dòng Honda nha bà con, Honda. Honda này thì nói chung ở Việt Nam mình thì riêng cái động cơ gì chứ động cơ Honda là bà con ở Việt Nam rất là ưa chuộng. Giờ thương hiệu Honda nhưng mà con rất là tin dùng. Giờ xe máy. Còn giờ máy nông nghiệp thì Honda thì chỉ đứng thứ ba thôi bà con. Nói về máy nông nghiệp Honda đứng thứ ba thôi. Còn Kubota mới là đứng đầu nha bà con. Kubota là nó đứng đầu thị trường. Rồi con số 9 là giá 4,3 triệu nha bà con. Con này nó là Kubota. Kubota này con này nó động cơ nó 2,5 người bà con. Con số 9. Dòng Kubota này nó trâu bò lắm bà con, xài động cơ rất là trâu bò nha. Trâu bò mà bền nữa. Rồi. Con số 9 nha bà con, giá 4,3 triệu thôi. Rồi con số 10 là giá 4,4 triệu. Con số 10 nha bà con. Ủa, 4,3 triệu với 4,4 triệu nó hơn nhau có 100 ngàn nữa bà con. Hai con này nó cũng như nhau. Nhưng mà mình thấy con 4,3 triệu này nó đẹp hơn đó bà con. Đẹp hơn cái con 4,4 triệu luôn. Đó, 4,4 triệu nó bởi tí ở đây nha bà con nè. Mà cái áo nhựa này không ảnh hưởng gì tới cái máy nha. Còn máy bên trong là máy rin nha bà con. Đó, bà con mua máy bên ông anh mình là bà con cứ gọi video ông test trực tiếp cho bà con xem. Sau đó ông quay số máy, số sườn nào đó cho bà con xem. Những con máy bãi này là bên trong máy nó có dập số máy bà con. Là bà con có thể coi số máy. Xong rồi ông anh ông test cái con máy đó rồi sau này gửi về cho bà con khui hàng ra, bà con cứ nhìn cái số máy là bà con biết. Có nghĩa là con máy này là ông anh mình ổng gọi video rồi, ổng test cho bà con xem rồi đó. Là con yên tâm thôi, có nhận hàng vậy thôi. Đó. Rồi. Lô này chỉ có những con sới này là những con sới mini nha bà con, nó thích hợp cho bà con xài tầm 5 tới 5 6 sào đất á. Hoặc là những cái nơi chật hẹp rồi, nơi địa hình nó dốc rồi. Nói chung là những cái địa hình mà nó khó là những dòng sới này rất là phù hợp nha, bên Nhật người ta thiết kế. Còn những nơi đồng bằng đồ thì người ta lại xài sới to nha bà con. Tại vì đồng bằng là nó không có chật hẹp. Còn những nơi mà góc khúc chật hẹp địa hình đồi núi đồ thì những dòng sới này rất là ưu việt, tiện lợi. Vì vậy bà con có thể tham khảo nha. Rồi bà con tham khảo ưng con nào thì bà con liên hệ ông anh mình số điện thoại bên dưới video. Và thôi tin muốn mình xin kết thúc video nha. Xin mến chào và tạm biệt bà con. Xin chúc bà con có một ngày làm việc mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc ấm no. Và xin chào và tạm biệt.